tuyệt vời nhất thế gian, anh trai tuyệt vời nhất thế gian, lại ngờ. Cảm thiêng liêng nhất, vô điều kiện, thế nhưng mà lại tình yêu. Thế nhưng mà Phượng còn nhớ là lúc đó thì có rất nhiều khán giả cũng đã rơi nước mắt với cái định. Tại vì thường á, em con người em lúc này lúc kia, cho nên nhiều khi em cũng không biết đâu là em. Trai yêu quý. Yêu quá chứ yêu quý gì, bớt tự sướng đi. Ông trời thật bất công khi cho tôi một thằng anh. Phiền toái. Dậy đi chú bé ơi, trời sáng rồi. Mù chứ vẫn nghe được mùi đúng không em trai? Đời này á không có nghiệp nào nặng mà khẩu nghiệp đâu gì. Lâm ơi, về nhà vợ hỏi em ơi. Xảo trá. Mấy kệ nè, mối mòn cái đèn nè, mở không lên luôn. Mỗi rèm nè, cái mục nát là như vậy cũng không thay luôn. Bảo lực. Ủa mày gọi anh hai mày chết hả? Hả? Không lẽ như vậy, dừng lại. Ôi mày. Ê, dạ, dạ. Ê, té anh, té anh. Sao không nói, á khẩu rồi hả? Đi đi. Phương. Nó mất tiêu rồi. Cởi quần cho tôi mặc đi. Tao không mặc quần xì.